chưa? Trời ơi, cá này gọi cá ngừ kho cà đấy là cá gì? Cá ngừ kho cà với củ cải đó. Dạ, dạ. Ngon lắm. Để ngon mình quá. Mình không làm thôi, mình làm phải làm cho ngon. Dạ. Đó. Wow. Quá trời chất lượng luôn. Ở trên này đầu cá. Cá ngừ kho củ cải. Ừ, kho củ wow. Cải. Ăn luôn, hết ý luôn. Này bà nào mà cưới ông à đâu? Ông nào mà cưới bà Cường thì bà nuôi cho béo chật cửa không đi được ấy. Nhà cô phải làm cửa kéo chứ đừng làm cửa cố định nhá. Đây nè, đợi ăn nha cháu, cháu. Bữa nay là ăn cháo cháo cá nè con. Cháo gì nữa cô? Cháo cá ngon ghê luôn. À. Đây nấu cháo cá nè. À, cháo cá không biết. À cái này nấu nhà ăn nè. Dạ. Lát ăn đầu cá không? Dạ. Cháo cá gieo đắng đàng hoàng chứ. Thấy chưa? Wow. Đây đầu cá lóc rồi cô. Ừ, đầu cá lóc ăn với dâu đắng. Dạ dạ. Quá trời ngon luôn. Wow. Tương đậu này kia đầy đủ. Đầy đủ hết. Đầy đủ thủ tục. Rồi con cảm ơn. Thịt kho củ cải tàu hũ. Dạ. À, hôm nay thì bà thẩm phán ra từ lâu chưa bà ơi? Bà ra ở lâu chưa? Lâu rồi. Dạ, bà ngồi đi bà. Đây hôm nay tới là phiền bà đây. Bà ấy, có cô một cô mà không cô nói không tên. Nghe hổm rày gì chú mất. Dạ. Cô buồn quá. Dạ, cô cũng đi ra chơi cho vui. Dạ dạ. Này, ở với chị em cho vui. Dạ hôm dạ. Hôm nay con không thấy con tới. Hôm nay con đi đâu? Vâng, con cũng đi công việc bà. Dạ. Yeah. Bà ơi có một cô không nói tên. Dạ. Yeah. Cô bảo là thấy cô nhìn bà thấy dễ thương quá, cô gửi biếu bà 2 triệu. Cô gửi biếu bà, cô không nói tên bà. Cho cô ạ? À? Vâng ạ, cho bà đấy. Không cho cô ạ, à? Còn dạ. Cho cô. Của một người khác cho bà. Dạ. Nhưng mà người cô đó cô giấu tên. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, cô bảo thấy bà dễ thương, chắc ngày xưa cô ấy có duyên với bà từ xưa rồi đấy. Dạ, và cảm ơn nhiều. Vâng, bà cất dạ. Tiền cẩn thận đi bà. Vâng. Cô nghe cẩn thận để rớt. Trời, để cô. Cô cảm ơn nhiều rồi cô ở này giờ hôm rày cô đi viếng đó. Dạ. Rồi cô cũng đi bệnh viện đó cũng tốn kém nhiều. Dạ. Bây giờ cho cô bù đắp lại một phần cho dạ. Cô sống ha. Dạ, dạ. Cô cảm ơn nhiều. Vâng. Dạ. Vâng, con cảm ơn cô. Rồi thôi cô cất dạ. Tiền đi ạ. Dạ. Không người, nói cô có nghe không? Người này là giấu có, tên. Có. Người này giấu tên không cho biết tên. Dạ, à, dạ, dạ. Muốn gửi tặng cô vậy thôi ạ. À, thì cô bảo nhìn thấy bà dễ thương dạ, đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi cô cất tiền đã đi. Ở đây còn nhiều cô dễ thương nữa này, hy vọng lần sau lần sau cô trúng số nhá. Dạ, trúng số. Cô đâu có mua số đâu. Cho cô rồi. Đây, bà đây, là cô mới trúng. Bà là bà Sáu à hay sao? À, cô tên gì nhỉ? À, tên cô Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh bán bắp nướng. Cô Quỳnh bán bắp nướng, khoai lang nướng. Chừng nói cũng có nhiều cô ở bên nước ngoài cũng biết tại vì ngày xưa có mua thấy mọi người có dạ, mua của cô mà. Có mua khoai lang, bắp nướng. Dạ. Rồi có dư thì cho luôn. Dạ. Khỏi thối. Cứ quay để ở bên Mỹ Trang đó là dạ. Đường Phổ Quân Mỹ Trang là nhiều cô còn đây nước ngoài đó. Nhiều người đẹp áo đen là hoa hậu bán gì ta? Bán hoa, bán muối Tây Ninh. Bán muối Tây Ninh. Bán muối Tây Ninh hải sản. Ủa chị ơi, bây giờ muối Tây Ninh mà em muốn mua để bán thì có không? Có chứ. Mua để làm. Em sắp mở bánh tráng trộn rồi. Ai mở? Con mở, con đi học nghề mấy ngày hôm nay rồi. Bánh trộn nó bán cực quá, ngày nhiều quá. Để hôm nào con làm thành công rồi mang tới mời mấy cô ăn thử. Cháo trộn đây là trộn nước chua nè. Dạ. Ở xay đó, ở xay. Ở chỗ đây đó. Đây các cô múc xong thì bà thẩm phán sẽ cột lại, cộng cột dây thun lại. Bà xuống bà làm cho đỡ buồn thì bà nói từ sau khi mà chồng bà mất thì bà cũng buồn quá, các cô mời bà xuống đây để bà làm việc cho nó vui vẻ khuây khỏa.
khoái nhất là cái khâu đồ ăn. Em Dương ơi, kiếm ai làm ai kiện người em Dương. Chồng chị chết rồi. Thiệt không, thiệt không? Thiệt, chồng chết rồi em trời. Chồng chết năm nay bao nhiêu tuổi? 45. 45 á? Sao 45 nó nhìn trẻ quá. Tại 45 tuổi mày chậm tấm hình đưa lên đi mộ đi chứ mày. Nhưng mà chị 45 tuổi, bây giờ chị cần chồng người nước nào? Nước gì cũng được á, đừng chơi bằng cái tăng không chơi đâu, à. Không chơi đâu. Dạ. Dạ. Dạ cũng được rồi. Kìa. Rồi là Mai vậy đó. Rồi chị tên gì, chị tên gì chị cho em biết. Mai vậy đó đi. Hoa, chị Hoa. Chị Hoa, chị Hoa bán muối Tây Ninh đó. Chị Hoa bán muối Tây Ninh, 45 tuổi. Ở chị à. À. Góc đường nhỏ lần có tư vậy. Dạ. Chị nhà nghe đi cho nó đi là không vậy, bánh qua đâm dính trời. Trời ơi, má nó bậy nó bạo, trời có vệ. Trời ơi, là vô cái này. Vô gì đây? Trời ơi, rất dễ thương á. Trời ơi, tôi ra kiếm người làm mai cho tôi rồi, tự nhiên bớt vệ. Ai cũng giả tôi hả, tôi là con người, nó phải là cái gì đâu, cũng giả. Thân em như hạt vua xa, hạt đào đại cát, hạt ra ngoài đồng. Không có đựng cấp. Trời ơi, tôi phải xin đời tôi để cố con tôi chứ trời. Ủa mà ơi. Chị có cháu nào chưa? Có ba đứa con, hai gái, một trai, cháu ngoại. Có thằng cháu ngoại cơ. Cháu ngoại rồi. Quê của bà nội, ông nội nó ngoài Hà Nội đó. Dạ. Hải Phòng. Ba nó vô đây làm. Là chở con đi ra ông bà nội giữ. Dạ. Cháu bà ngoại đâu có giữ được đâu. Nhưng mà cưới xong thì chị ở Việt Nam hay là chị đi theo chồng? Nhỏ con gái à? Không, chị ý, nếu mà chị là người ở đây mà. Không, ý là bây giờ nếu mà cưới chồng thì có theo chồng không hay là còn là nhỏ con gái à? Ta hỏi mày. Ta theo chồng. À coi à. Xuất giá tòng phu đúng không? Đúng rồi. Xuất giá tòng phu phải vậy rồi chứ mình phải là chồng gái mình lấy người ta mình phải có trách nhiệm mình lo cho người ta chứ lẽ lấy xong rồi mình bỏ người ta sao được. Mình phải vậy, mình phải ăn uổi tuổi già, mình đi già mình nở già già chứ. Coi là mình nâng khăn sửa túi cho đúng chồng rồi. Đúng không? Chú có đồng hồ đẹp quá. Cái này ngày xưa đồng hồ Seiko này. Một yêu anh có Seiko, hai yêu anh có cá khô ăn dần. Đó. Cái con quạt mà. Vâng, thì Seiko mặt chém cạnh này là đồng hồ hồi đó ngon lắm này. Thôi, đồng hồ này à. Vậy nhưng mà từ lúc chú đeo cái đồng hồ có ai yêu chưa? Chú đeo cái đồng hồ này có ai yêu chưa? Người ta kêu là một yêu anh có Seiko mà hai yêu anh có cá khô ăn dần. Đúng không? Con nói đúng mà này. Ngày xưa đồng hồ Seiko này là lúc đấy là xịn lắm này. Con ước ao không được luôn, mắc tiền đấy. Đúng rồi. Mấy chỉ vàng. Dạ, có mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn này nhưng mà đây là cái đồng hồ ngon. Dạ, nó dễ mua được, nhà giàu cũng và ngày được. Ngày xưa cái này hoặc là cái xe gì Pozo này. Ờ. Rồi mấy cái đồ mà mắc tiền đấy. Chứ bây giờ thì nó rẻ rồi, chứ hồi đó nhà giàu cũng không được á. Đúng rồi. Mà cái này có phải của nhà giàu từ ngày xưa để lại không chú? Yeah. Seiko mà yeah. Senko file mà chú. Trời ơi mắc tiền lắm. Và cái này quạt cà điên. Quạt xài quạt xài pin. Xài cơ cũng có. Cà điên. Ngày xưa con ao ước cái đồng hồ này mà không có này. Dễ gì mà. Mấy chỉ vàng á. Dạ. Chú có nhớ đi, bây giờ vàng là khoảng 5 mình bỏ rẻ 5 triệu mấy đi. Yeah. Mà giờ 4 chỉ vàng. Cái đồng hồ chú là mà. 2 mấy triệu đó. Ừ, chứ không có dễ đâu. Dạ, có mấy chục ngàn. Dạ. Đó ước ao chiếc xe đạp á, còn không có đi nữa, nó thiệt á. Đúng rồi. Chiếc xe đạp mà đó tôi có đó, tôi thức khuya tôi chạy hoài. À. Đi anh em đông á. Dạ. Tôi thức khuya tôi dành trước à. À, dạ. Chứ không, mình không có thức khuya đó, không có đi. Dạ, dậy sớm để đi vòng vòng đi chơi hả chú? Ờ, đi vòng vòng dạ. Thì không có chạy tào lao đâu, ham á. Dạ, dạ. Ham xe đạp á. Dạ, dạ. Hồi đó xe đạp mua cũng là cỡ 100 mấy à. Vâng. 100 mấy đồng á. Ngày xưa giúp bọn con là cái gì, có cái đồng hồ gì, Polzot của Nga á, cũng lên rơi, lên dây. Lên cái thiệu á. Lên đồng hồ đó cũng bền nhưng mà lúc đấy rất là ao ước thằng Senko dạ, này. Dạ, mà dạ. Chỉ có cái Polzot của Nga thôi, lên dây. Thôi, nó đúng bền lắm. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Tuấn Dương đang có mặt ở số 48 đường Nguyễn Biểu,
Đây đang là góc đường Nguyễn Biểu cắt với đường Cao Đạt. Hôm nay là ngày cuối tuần và là ngày chủ nhật ở Sài Gòn. Thì Tuấn Dương có việc đi qua quận 8, sau đó thì mình sẽ đi đưa cô bác anh chị đến chợ Bến Thành. Và hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đi đến bếp cơm của giám đốc Cường để phát những cái phần cơm, chia sẻ với bà con nghèo. Rồi cô bác anh chị chúng ta cùng đi với Tuấn Dương nhé. Đây đang là đường Nguyễn Biểu. Phía trước mặt là góc ngã tư Nguyễn Biểu cắt với đường Trần Hưng Đạo. Tuấn Dương sẽ quẹo phải để đi về phía chợ Bến Thành. Còn đi thẳng thì chúng ta sẽ gặp trường Bác Ái. Ngày nay là trường Đại học Sài Gòn. Bây giờ Tuấn Dương đang quẹo phải đi về phía góc giao lộ Nguyễn Văn Cừ cắt với Trần Hưng Đạo. Đường Nguyễn Văn Cừ thì tên gọi ngày xưa của nó là đường Cộng Hòa. Còn cái phía bên tay phải này các bạn, ngày trước là chợ Nancy, nhưng mà sau này họ làm cái cây cầu Nguyễn Văn Cừ nên chợ Nancy không còn nữa. Chợ Nancy không còn nữa, thay thế đó là cái cây cầu Nguyễn Văn Cừ nối từ quận 5 sang quận 8. Chúng ta đang đi vào đường Trần Hưng Đạo. Từ đây đến chỗ bếp cơm của giám đốc Cường thì cũng rất là gần. Ngày xưa thì Tuấn Dương cũng có một thời gian khá dài ở trên đường Nguyễn Văn Cừ nên khu vực này Tuấn Dương cũng khá rành. Có một cái câu nói vui mà hồi kỳ má năm ở Đức về có nói cho Tuấn Dương nghe. Má năm cũng là một người phụ nữ mà hay làm thiện nguyện. Thì má nói một cái câu là ngày xưa cái thời nhỏ đó, thời thanh niên thì má rất là quậy. Má nói rằng là có cái câu đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo, gái nào xạo bằng gái Vũ Trường. Và má có nói cái tên Vũ Trường ngày đó là Vũ Trường Việt Tiến. Sở dĩ má nói như vậy vì lúc đó thì cái đường Trần Hưng Đạo nó cũng rất là dài, nó nối từ quận nhất, quận 5, quận nhất, quận 5 cho tới tận quận 6. Phía bên đường qua khách sạn Đồng Khánh rồi đi về khu nhà thờ Cha Tam. Còn xạo như gái Vũ Trường thì thực sự các bạn biết là các cô gái ở quán bar thì vừa xinh đẹp vừa dễ thương nên là có rất là nhiều chàng trai tán tỉnh. Có lẽ là anh chàng này tán tỉnh thì cô nhận lời, sau đó thì lại có anh chàng khác nhìn đẹp trai ga lăng phong độ thì có lẽ là cô lại cảm thấy hối tiếc. Nên là sau nhiều lần thì có lẽ các cái cô gái ở Vũ Trường thì họ nghĩ rằng là cứ nên nói là chưa có người yêu, chưa có chồng, chưa có bồ thì dễ dàng được các anh chàng để ý, và có thể là cái tiền tip từ các cái quán bar đó cũng nhiều hơn. Thì đó là Tuấn Dương đoán như vậy nên là mới có một cái câu mà gái nào xạo bằng gái Vũ Trường. Thực ra cái sự xạo này ấy cũng là do cái tính chất nghề nghiệp, chứ còn cũng không hẳn là các cô muốn như thế. Nhưng mà cá nhân Tuấn Dương nghĩ cũng đi rất là nhiều nơi, ví dụ các cái tiệm làm đẹp hay này nọ, nhiều khi cũng hỏi vui thôi, em có gia đình chưa hay là em có chồng con chưa. Thì có nhiều cô có khi có hai con rồi cô cũng vẫn cứ nói là chưa có chồng, em làm gì có ai đang ế đây nè, giống như vừa nói giỡn vừa nói chơi. Thì nhiều khi các anh thấy lại một cái tấm hình, một cái con người nhỏ bé dễ thương thì các anh lại thấy thương thương. Giống như cái câu là gì, anh thấy em nhỏ xíu anh thương á. Rồi bây giờ không rông dài nữa, chúng ta đang có mặt ở trên đường Trần Hưng Đạo hướng về phía giao lộ của Nguyễn Thái Học cắt với Trần Hưng Đạo. Và Tuấn Dương sẽ đi về phía công trường Quách Thị Trang, sau đó sẽ đi tới chợ Bến Thành để tới bếp cơm của giám đốc Cường. Hôm nay thì
Tuấn Dương cũng không có gửi thì tiền giám đốc Cường mà tiền từ những cái mạnh thường quân khác, hoặc là tiền từ những cái lần trước thì giám đốc Cường hôm nay sẽ nấu cơm và hôm nay Tuấn Dương tới ghi hình. Nói vậy để có ba anh chị biết là bếp cơm của giám đốc Cường thì vẫn hoạt động, cho dù là mạnh thường quân của Sài Gòn ngày nay có gửi tiền giúp hay không. Cái buổi nấu ngày hôm nay đó thì để lát xíu sẽ hỏi, nhưng mà hôm qua thì có một mạnh thường quân của Tuấn Dương đã đến trực tiếp để trao tiền, vì cô nhà cũng ở phường Cầu Kho, cô cũng đi chung thiện nguyện với Tuấn Dương, nhưng mà rất tiếc là hôm qua Tuấn Dương lại không tới kịp, bởi vì hôm qua bận đi một cái công việc khác. Thì sau khi nghỉ mấy ngày thì hôm nay giám đốc Cường cùng các cô ở trong nhóm bắt đầu nấu cơm trở lại. Thì Tuấn Dương cũng sẽ có một gia đình, một mạnh thường quân ở Boston cũng có gửi tiền, muốn là Tuấn Dương sẽ gửi cô Cường để nấu cơm ở bên phát ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Vì cái tâm nguyện của gia đình là như vậy thì Tuấn Dương sẽ hỏi thăm xem là ý tứ của cô Cường ra sao. Hôm trước thì cô nói là phát ở khu chợ Bến Thành, rồi lúc thì cô nói cũng chưa nghe cô nói là phát ở bệnh viện Nhi Đồng, thì Tuấn Dương sẽ hỏi thử. Đây phía công trường Quách Thị Trang thì họ cũng đang rào chắn lại để xây dựng cái tuyến tàu điện ngầm. Còn đi thẳng này chúng ta sẽ ra đại lộ Hàm Nghi ra sông Sài Gòn đây các bạn. Còn cái tòa nhà phía trước mặt đây là tòa nhà Hỏa Sa, ngày xưa ga xe lửa ở đó đó. Còn phía trước mặt bên tay phải kia các bạn nhìn đó là đường Lê Lợi. Lê Lợi thì họ cũng nói chung do xây dựng cái tuyến tàu điện ngầm là cái tuyến chính đi trên đường Lê Lợi nên họ rào chắn lại cũng đã cả mấy năm nay rồi. Còn chờ Bến Thành của chúng ta đây. Đây Tuấn Dương sẽ đi vào vòng cái đường này thì mới vô chợ Bến Thành được. Đây đang là đường Phan Bội Châu của ba anh chị ạ. Cửa đông chợ Bến Thành. Cũng chỉ có xe đậu, các cái cửa hàng các cô chú cũng không có mở cửa, các cái tiểu thương ở đây năm nay có lẽ là đói kém rồi. Đây chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Phủ Khoa Huân, góc Phủ Khoa Huân sắp tới Lê Thánh Tôn. Bếp cơm của giám đốc đây. Đó. Đây bà con cô bác đang chuẩn bị. Rồi Tuấn Dương sẽ tạm dừng đây chút xíu để rồi hỏi thăm bà con nhé. Rồi chào bé. Rồi em chào các anh ạ. Rồi, chào các cô. Đây các cô chú đang làm những cái phần cơm này. Hôm nay cơm gì đấy anh? Cơm thịt kho cải. Thịt kho cải. Dạ. Thịt kho tàu hũ ấy, thịt kho cải. Dạ. Này anh ra phụ từ lúc nào anh? À sáng sớm luôn. Sáng sớm luôn. Dạ. Lấy hết luôn qua đây luôn đi chị. Đây các anh đã xếp lên những cái phần cơm rất là lớn rồi. Nhìn quá trời luôn. Con chào cô. Chào con. Dạ. Cô khỏe không cô? Khỏe chứ. Dạ, vẫn phong độ à. Cô ơi, cho con hỏi là có người hỏi mình là bây giờ nấu bữa nào nấu phát Nhi Đồng đi thì họ gửi tiền được không thưa cô? Được, muốn nát Nhi Đồng thì ngày mai mình chuyển lên Nhi Đồng có gì đâu. Vậy mai thứ ba à? Được, mai thứ hai.
ngày mai chuyến luôn, trưa mai nhá. Rồi. Vậy con mai muốn bây giờ cũng chuyển lên được luôn. Được, nó chuyển lên. Tại vì cái chủ nhật là rất nhiều. Chủ nhật nhiều nên là đoàn thứ hai đi. Dạ, thứ hai nhá. Đi. Vậy thứ hai sáng thứ hai là rất nhiều. Con gửi cô là 11.500.000 là 500 đô. Cô chú muốn phát nhi đồng, cô chú bảo nhờ con hỏi là có. Ok. Vậy là thứ hai quyết định nhá. Thứ hai quyết định đi. Rồi, thứ hai nhi đồng cô nhá. Dạ dạ. Buổi sáng luôn nha, là làm sáng luôn nha. Sáng luôn, dạ dạ. Dạ, dạ, dạ. Có cô nào mà nói quen với cô Thu với cô? Ừ. Cô Thu cô gửi 2 triệu cho cô. Dạ, đúng rồi, cô có nói với con, cô bảo là tính là ra gặp con mà con lại lộn mất ngày, con lại không nghĩ là không nghĩ là con nghĩ hôm đấy 17, nghĩ là hôm nay mới 18. Và nay mình làm món gì thưa cô? Bữa nay làm thịt kho củ cải với củ cải với đậu hũ. Đây, dạ. Qua đây. Đây nè. Wow, nhìn ngon quá. Trời. Kho củ cải. Dạ, bà giám đốc, phó giám đốc cho đầu tóc nhìn đẹp quá trời mà sao nhuộm lại. Rồi mới tút lại. Tút lại rồi đi spa cho chăm sóc cho đẹp. Dạ. Gì cũng vậy. Biết chồng có nên chồng chứ, cái gà đây gà đây dịch thêm dịch chứ. Đó, cô bác anh chị nghe rõ nhá, nếu mà ai đang còn đơn trước thì ở đây là giám đốc cũng đang chưa có một mảnh tình bắt vai đây. Chưa có người yêu. Ai mà chưa có người yêu muốn tìm bạn đời thì cứ đến bếp cơm của giám đốc Cường. À, đúng rồi. Bạn muốn hẹn hò. Dạ, bạn muốn hẹn hò. Bà giám đốc cho con biết là có những hệ nào giống như là ai má nội đi ra đâu rồi trời ơi má nội trời ơi ra ra chứ quà ra hệ nào cũng có má nội đi nha ta đi nha ta lấy nước nha con trời cho nha chuẩn nó đủ đây cơm làm chưa xong mà anh chàng cửa số này đã có lần thứ hai đâu nha lần thứ nhất thôi đó rồi đi đi rồi, ăn cơm đi đi chứ quà cơm lớn anh Dương dạ ăn cháo cá không dạ vâng từ từ đã từ từ đã cô này Dương nó không ăn cái này đâu đi ăn cháo cá đi đây phải làm này phải coi quay cái này mới là cái hấp dẫn này bà con bà nhìn làm đồ ngon quá ngon quá ngon bảo các con mọi người nói con là bảo làm đồ từ thiện còn ngon hơn đồ nhà tôi ăn nhé về á phải có tô bún nè Dương này nè Dương dạ về á ăn bún á Dương dạ bún với rau bún á với gà ấy á ngon lắm dạ bún với dầu sống á mua bún ăn vô ăn coi cực kỳ dạ về làm cho ba ăn đi dạ. Này đó ăn bún là ngon cực kỳ sao bữa giờ cô nấu ăn được ngon ạ bà con đề nghị là bà Hương phải đến nhuộm bà Hương phải một là nhuộm tóc màu đỏ hai là màu đen đi cho trẻ chứ nhìn bà trẻ mà bà để tóc này trông dáng đỡ trông nhìn hơi bị gọi là hơi bị sốc ấy không mà ta nói gì nhất muối tiêu nhì Việt Kiều à giờ mà giờ tiêu nhiều hơn muối rồi không bây giờ người ta cũng đâu có cần dạ dạ cô cho con xin rồi con cảm ơn cô giờ ta đâu có cần mà ấy đâu mấy đứa trẻ nó còn nhộm tóc nữa ủa nó còn nhộm tóc bạc nữa rồi con cảm ơn cô bạch kim mà bạch kim là trong các loại là cái loại này là giá cao nhất giá lắm á tiền công á dạ mày vậy mà không thấy tiền các bạn thông cảm là giám đốc ngày xưa hình như là gốc gác có ở cái vùng Quảng Ninh nên là thỉnh thoảng giám đốc hơi than chút thôi cô cái cá này mình kho bao lâu thì nó ngon nữa cô thì mình chiên đi đầu tiên chiên. Mình chiên trước rồi mình chiên lên trong xưa nó vàng vậy nè dạ. Nó vàng chứ mình mới lấy qua bắt qua cái kho dạ. Mình thắng nước màu với mình nước dừa nước mắm đổ vô nước dừa dạ. Vừa vậy á, xong xuôi mình mới bỏ cá này vô dạ. Nó sôi lên thì bỏ cá vô vậy là làm công phu á rồi dạ, ba cà này làm bỏ sao cà với củ cải đồ bỏ sao dạ rồi, nó sắc xuống là nó ngon dạ chứ mình đừng có kho tạp cá này mình kho tạp á ghê lắm ăn nó tanh dịch dạ đó anh Dương ăn cá này thấy không ăn là ghê dạ
nhìn nước màu rất là đẹp, rất là hấp dẫn đó các bạn. Bữa mình trước khi mình đắng nước màu xong xuôi đi, rồi á mình bỏ tỏi, bỏ đồ vô, bỏ nước mắm vô. Dạ. Nước mắm xong xuôi rồi mình mới làm qua cái bằng cá này nè. Vâng. Quá chừng luôn. Đây các bạn ơi, to như trong lòng bàn tay luôn này, mà rất là dày nhá. Có vậy cái này là họ bán cho mình, họ sắp trước hả cô? Các trường kêu mình họ làm luôn, cắt cho mình. À. Kêu ta làm luôn. Vâng. Kêu ta làm cắt cho mình hết trơn, dùm về. Nhưng làm mà lợn. Thưa cô cho con hỏi cá này khoảng bao tiền một ký? À, mã cá này à, dạ. 50. 50. Mình mua. Vâng. Nếu mà ra chợ là phải 65-70. Tức là các cô mua được giá gốc, một giá rẻ hơn. Dạ. Đúng cái loại nhỏ nữa là vâng. Có ba mấy 40 mà không vâng. Có ngon. Tại mua cá nó bự bự. Dạ dạ. Vậy là cũng nhờ mình mua được của mối và là lái nên là giá nó hợp lý hơn. Như mấy lúc trước gà đó là ra chợ là phải 60-70 ngàn. 60-70 ngàn kilo mình mua khoảng 2 lọ. Wow. À vừa bán vừa cho luôn. Dạ. Thế vậy con hiểu rồi, bảo tại sao bếp cơm của các cô mà nhiều khi với cái số tiền như thế mà các cô nấu được nhiều hơn thì nấu con hoài, thấy nấu hoài được hoài. Nhiều khi các cô cứ phụ thêm tiền vào rồi bà con vừa bán vừa tặng cũng có. Mình nói thẳng luôn là mình làm á, tự vì mình làm á thì mình muốn kiếm cái phần nào mà nó dễ dễ đặng để mình mua dạ. cho người ta. Dạ. Chứ lẽ giờ nấu á, nấu ngày bữa á. Dạ. Nấu phải nấu cho nhiều ngày, mới nấu ngày nấu chi. Dạ. Bữa mấy lúc trước bà Cường bà kêu nấu á. Nấu cho người ta, tao nói thôi nấu là mày nấu luôn. Dạ. Nghỉ là nghỉ luôn. Dạ. Chứ không có mà nấu kiểu dặn một ngày, hai ngày. Dạ. Đi kiếm mấy người gì cũng hơi lâu. Vâng. Mấy người phụ người ta không ai dễ đâu. Dạ. Ta bỏ cái công chuyện của người ta, ta đi ra ta làm cho mình. Vâng. Thì mình làm á, mình á, người ta phụ người ta đâu có lấy tiền lấy bạc gì đâu. Vâng. Mình làm ở đây làm lâu lâu cho người ta, chứ mình làm chứ một ngày chứ ta đi kiếm công việc làm của người ta gì tự nhiên. Giờ mình á, mình mà nấu gian cái mình kêu tao lợ làm thì tao đâu có công đâu, tao lợ. Tao lại sắp xếp công việc khác rồi. Tao sắp xếp công việc của người ta. Thế là nếu mà mình cứ làm đều thì các cô chú biết là lúc nào rảnh các cô chú ra phụ đúng không? Dạ. Đó thì mình rất mong là... Mấy người thì ăn uống á, nhiều khi á, thấy người ta làm cực khổ gì nào mới biết nè. Dạ. Trời ơi, 4-5 giờ sáng ra. Dạ. Ra làm cho tính 12 giờ. Dạ. Đó thấy cực không? Có người làm người này người kia người nọ phân công cho đủ thứ người vâng. Chứ đâu phải là làm mà làm không đâu. Vâng. Rồi, nói mà... như bà bán cà phê đẳng thấy không? Dạ. Bà sáng mà bây giờ 6 giờ sáng bây giờ bà ra chứ bà dọn đồ trong của bà hết rồi bà mới ra nhảy qua bà làm mà bà làm này. Vâng. Bà bán cà phê nhiều lắm chứ. Vậy là nhiều cô chú cũng giúp mình rảnh lúc nào giúp lúc đó mà. Như bưng này đâu nổi đâu. Dạ. Phải nhờ đàn ông bưng. Dạ. Nhờ đàn ông ta bưng giùm mình. Chứ mình bưng nguyên cái thao bự chàm quàm sao bưng nổi. Dạ. Nấu thì nấu nổi chứ bưng không nổi. Vâng. Mà con hỏi ngày xưa bà Cường với bà Hường là có bà nào đi học nấu ăn không? Không. Mà sao không, những người không học sao nấu ngon đấy? Mình giờ mình biết, giờ mình nấu mình biết. Dạ. Chứ hồi xưa là không ai học. Hồi xưa cô bà nấu bò kho, cô nấu cái này nấu kia nọ, hủ tiếu cô bán chứ bộ. Cô có một thời gian cô nấu đồ ăn rồi. Đó, bán hết, bán hàng ăn hết. Nó bán ở đâu cô? Bán ở đây. Cũng bán vỉa hè luôn. Đi bán dưa hè, mình gánh cái gánh đi bán dưa hè. Dạ. Rồi sau này chứ mình chuyển nghề. Dạ. Chuyển nghề qua bán trái cây. À, rồi. Vậy là tổng là bắt đầu từ khởi nghiệp thì có 2 nghề thôi ạ? Đủ thứ nghề á, nó thẳng luôn. Dạ. Nghề gì cũng bán á. Con thì cái có... nào mà làm ra tiền là làm hết. Con không thì... có bỏ nghề cái nào á. Cô nhiều nghề, con thì có 3 nghề thôi. Nghề thứ nhất là bán thân. Nghề thứ hai là bán thận. Nghề thứ ba là đi làm nhà báo này cô. Dạ. Vậy là con làm có 3 nghề chứ đây. Dạ. Là làm đủ thứ nghề vậy. Dạ, dạ. Dạ. Mày hay lỡ tâm sự dạ, quá. Dạ. Dạ cá. Cá có vô này. Cái hả? Hồi xưa hồi lúc nhỏ
mấy cô á làm cái gì mấy cô cũng làm, như giữ xe mấy cô cũng giữ. Giữ xe luôn. Ơi, ngày nào cũng làm á. Cái nào mà làm gia tiền là cứ làm. Làm gì mà giữ dằn con thằn lằn đây cô. Sao trời này? Ơi, thôi hỏi mày giờ á em múc cũng nhiều quá mà lúc chân yếu tay mềm mà chân yếu tay mềm mà sao lại không ngủ ngoài già đâu có được. Chân yếu tay mềm mà sao mà chọn đâu, các cái việc tại vì phải làm mấy giờ lúc của em đó là từ cái khổ đi lên. Dạ. Đây là khổ lắm mà già khổ lắm đâu có chịu nổi. Phải lo đi không chạy đầu này cũng chạy được. Cô hả? Cô bán cái giải đắt lắm. Hồi đó cô giàu chứ mấy con nghèo. Bị người ta nhiều khi nó buồn lắm mà không nói. Nhưng mà cô còn lên sân bay hả? Dành nó trên sân bay luôn. Dạ. Sân bay á. Dạ. Hàng sân bay mà về chứ giải một lần á 400-500 thùng. Chứ là Trung Quốc mà mới đầu tiên. Mới vừa đầu tiên là đây làm. À. Làm ra nguyên cái chành cái chành bán luôn. Dạ. Bán bom Trung Quốc đồ này nọ tháng sau thì mới có đồ Mỹ mới bán đồ cô bán đồ rác lắm mà hồi đó đỏ bán á nhưng mà đáng lẽ cô ở trên đầu mối mà thôi dạ. Mình cái số mình còn đây mình làm đây đi dạ. Chứ đáng lẽ đâu có thua người ta đâu mà bán đồ mà đi lên trên đây dành nó từ cái món đồ về để cho bán cũng mà lúc đó em múc đứa nọng nhỏ quá bà dạ. Già bà đâu cũng nuôi lên rồi ấy đủ hai chục bịch cá chưa dạ. chạy đầu này đầu kia miễn có tiền đem về được rồi dạ. Khoan đầy đủ 20 bịch cá này một giữ xe cũng có nè bán một, cái gì cũng có làm cái gì đi đủ 20 bịch cá này miễn là cái nào cũng có tiền đem về cho gia đình này được rồi dạ. Vậy các cô cũng giỏi quá mấy cô đi lăn lóc dữ lắm lăn lộn thương trường chứ đâu phải là con không tưởng có là gì mà để thua ta lắm con đó. Tưởng là tiểu thư lá ngọc cành vàng có đâu trời ơi cha mẹ nghèo mà cha mẹ nghèo cũng có tiền nuôi đâu có đủ khả năng này kia tầm lúc vậy vậy là ông bà nhà mình được mấy bảy ai là cả cô còn anh hai ở dưới quê á chú ở quê đâu cô chú ở Sóc Trăng. Vậy ông bà người gốc Sóc Trăng hay sao? Không, ở đây. Tại vì ổng có gom thì cái mới có vợ. Ông già gốc ở Hải Phòng á. À, dạ. Bà già thì gốc ở đây. Ở Hải Phòng mà. Vậy là... Cô già Hải Phòng một, mà mười mấy ngày quậy. Một người, tức là anh cả là ở dưới Sóc Trăng, xong đến cô là thứ hai à? Ừ. Xong rồi cô đây. Hường. Bà tính là cái thằng... Đó, kia thằng kia nữa. À. Cái thằng kia, giờ cái thằng này là Út. Này là Út. À, chú này chú Út. Này là ông nhỏ nè. Xin chào con. Đây, cháu nội giám đốc đây. Cháu nội bà đó. Rồi, cháu nội ra ôm bà đi nào, chào bà đây. Đó. Nói về. Ai muốn làm cháu rể của giám đốc thì tới đây nhé. Con kia bữa là con chị, bữa nay con em. Wow, sao? Bữa nhớ con chị á. Năm 1 nhìn con thấy cứ hao hao giống nhau á. Con nhỏ kia bữa mà đâu. Nó cao nó hơn. Con còn nói có người yêu chưa, nó không có dòi á. Dạ. Hỏi có người yêu không có dòi. Mình nói giỡn giỡn mà nó cũng chịu giỡn á. Dạ. Chú này là gần áp út à? Kế đây à, kế cô. Dạ. Giờ mới tính thằng út quá. Dạ dạ. Ở đây dạng là hai út trai, hai út gái vậy. Dạ. Dạng vậy đi. Dạ. Tự hai thằng trai kế kề kế. Vâng. Giờ tính hai đứa gái. Vâng. Kế luôn, kế út luôn. À. Thì là con, mai con cũng bê mai, cũng mai con qua bây giờ. Mai chắc cũng giờ này con qua. Trời mai giờ con qua đi. Vì rồi. Nếu cô phát ở kia thì cô phải phát khoảng 11 giờ thì 10 rưỡi mình ra. 10 giờ rưỡi là con phải lên. 10 giờ rưỡi là mình lên đó. Để mình bắt trước người ta là cái chỗ người ta ăn. Dạ dạ dạ. Vâng. Giờ mai đó bắt đầu con cô lên lãnh điện cho mấy thằng đó đi. Dạ, dạ. Giờ nó kêu. Vâng vâng. Nó kêu người ra. Dạ. Mình mới nói cho vì cô chú đấy bảo là như này là cô chú thì cái tâm nguyện là cô chú lại thích con nít nên là muốn phát ở bên kia. Thế con bảo là để con hỏi chỗ cô Cường xem ý cô chứ, sao. Tại vì chưa có làm chưa tới mấy mối tính là bắt đầu chuyển dạ, dạ. Lên chảnh luôn á. Dạ. Vài bữa là bắt đầu lo cũng làm kiểm lên chảnh. Thì con phải hỏi rồi con mới dám trả lời. Ra bệnh viện ngày mai. Thì các cô chú bảo là bắt đầu là mấy mối làm là chuyển hết băng nửa qua đây băng nửa trên. Dạ dạ dạ. Nhưng mà mai là cho anh bệnh viện là nhiều hơn. Vâng. Tại vì cổ có đưa tiền cho mình vâng. Phải chuyển hết bệnh viện cho. Vâng vâng. Còn cô ơi, nếu mà bà con mà có cái nhã ý là nhờ mà nấu đồ chay thì có đồ, cô có chịu không? Được nấu cũng luôn. Được đúng không? Chẳng phải bữa nấu nấu đồ chay, nấu đồ chay bữa Dương ăn đồ chay chưa? Dạ con có ăn rồi ngon. Nhưng mà nấu đồ chay cho đâu bệnh viện à?
thì con chả biết đâu, nhưng mà giống như bây giờ như này này, có nhiều, bây giờ nấu đồ chay thì cho đây đi, có nhiều Mạnh Thường Quân ấy thì họ này nói thích đồ chay, nhưng mà hôm trước con nghe thì cho đây đi, tự gì á bệnh viện họ không thích đúng không, bên chợ nó biết sao người ta hái ăn đồ mặn, ăn đồ mặn tại dạ. vì người ta chợ cứ, nó có cơm có đồ dùng nít nó ăn dạ. chứ cho đồ chay nó ăn không ăn dạ. đồ chay nhiều khi lên chợ nói mấy người xe ôm cái chồng nó nói quăng dạ, nó quăng bởi mình thấy cho đồ mặn chả mà tụi nó chanh chả nó cũng thích đồ mặn của cô nữa. Vâng. Mai thì cô làm tôm. Vâng. Làm tôm á, lên chảnh cho tôm này nó khoái nhất. Dạ. Vậy là thưa cô bác anh chị, nếu mà cô bác anh chị nhờ chỗ cô Cường nấu đồ chay á thì cô sẽ phát ở chợ Bến Thành. Còn nếu mà đồ mặn thì cô mới phát ở bên chợ bên bệnh viện, bởi vì nếu mà có nhiều người ấy, nhiều khi các cô chú ấy cũng không có nắm tình hình như mình, cô chú ấy không chỉ biết là phát thôi, còn người ta có ăn hay không cô chú đâu có rõ. Nên là nếu mà phát ở bệnh viện thì người ta bỏ nhiều đúng không? Dạ dạ. Bỏ nhiều lắm. Nó dùng gốc cây nó bỏ quá. Phải mình làm thì được rồi mà cho người ta không ăn mình tí. Dạ dạ. Mình tức nữa. Cái công của mình. Dạ. Chúng ta cho người ta ăn đồ mặn, chứ đồ mặn còn mắc tiền hơn đồ chay. Dạ. Rồi rồi, thì để con mình quay như này cho cô bác họ biết, để có nhiều khi cái gì cũng làm được. Nhiều khi cũng khó xử lắm cô, ví dụ như họ bảo nấu đồ chay mà lại phát bệnh viện mà mình lại mang phát ở chợ Bến Thành, nhiều khi họ không vui. Đấy, hoặc là họ bảo phát ở đây mà mình lại mang bệnh viện thì họ cũng lại không vui. Đó thì cái đồ chay thì phát nó không có được. Mình mới cho đồ mặn và mình kèm thêm một sữa cái gì cũng được. Dạ. Cho người ta vừa con người ta ăn, người ta ăn đây có hộp sữa người ta uống cũng được. Chứ phải cho cái món gì con mai đó con ăn sữa em bé uống. Dạ dạ. Ngày mai cô cũng phải mua bánh đem kèm thêm cho người ta ăn. Dạ dạ dạ. Đó cô có con mới nói nhờ em nó mai mua bánh đem cho mấy người ảnh nữa. Dạ dạ. Chứ mình làm mình phải kèm. Đợi chút xíu đi con ơi. Chút xíu nữa. Đợi chút xíu đi. Vâng. Con đợi kia ngồi đi, đợi kia ngồi đi. Nè ngồi đây đi. Mày ngồi đây đi, mày đứng hàng đầu. Bà con cô bác thì tới cũng đó, rất sớm mà. Cho mày đứng hàng đầu. Dạ. Rồi ngồi đi thanh niên đẹp trai, đẹp trai ngồi hàng đầu đi. Ở lại ngồi đi con. Đây bà chủ cà phê đây, cười tươi như hoa luôn. Ngày nào đến là bà chủ cũng cho hai ly, một ly trà đá, ly cà phê này các bạn này. Để lấy hai cái tô với cái dĩa đi. Một trà hả? Làm cho Dương ăn cháo cá đi. Cháo cá ăn cơm. Cháo cá đi. Cho con cháo cá đi cô ơi. Dạ. Mà thôi đợi cho cháo chín hẳn đã cô. Rồi, ôi hình như gạo này là mình còn gạo rang lên đúng không ạ? Đúng rồi, gạo này không màu. Cháo gạo rang lên nó không có nở nhiều các bạn. Dạ, quá trời ngon luôn. Đây các cô bác. Rồi, chào thanh niên. Chào các bạn. Khỏe chứ? Dạ. Nay bán được nhiều chưa thanh niên? Nay mới bán 2 tờ à? Dạ, em ở khuôn cầu kho quận 1. Dạ. Dạ, em bán ấy quá bên này. Thế quá. Dạ. Thôi cứ từ từ chứ bây giờ dạ. Ai cũng khó nên là... Dạ. Dạ, dạ. Bữa hôm anh mở lên mạng cho mấy dân người ta biết là em đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mọi người đi có ai có dạ. Ai hỏi thăm không? Có. Em ở bên dụng quận nhất quận 1 ở dạ. Quả được không cưới trái. Dạ. Em vô hẹn luôn. Năm năm nay có cưới vợ không? Dạ không. Không á trời dạ. Cưới đi. Dạ tiền bạc đâu cưới anh dạ, ơi. Để giới thiệu thôi, cùng cảnh với nhau thì yêu thương dạ. Nhau. Cái chân này vậy mình có xuống mình đi được không? Dạ không, đi bằng cái ghế anh ơi. Anh đi thử coi là được dạ, không? Dạ không, leo xuống nói chuyện anh được. À. Dạ đi bằng cái ghế. Thế còn bán ở chỗ khác thì không ấy à? Dạ không. Cứ ngồi trên xe, còn dạ. Chỗ nào không xe là chịu thua luôn. Dạ. À. Anh mở mạng hết toàn bộ quận 1 cái tỉnh rồi cho dân người ta biết em. Vâng, để cho dạ. Bà con cô bác họ biết họ ủng dạ. Hộ. Cái chân này có duỗi được không? Dạ, chân này đi được. À. Dạ, còn cái bị cái chân này ngã này. À. Dạ. Dạ dạ. Rồi thôi. Rồi bữa nay gặp anh lại nha. À, rồi. Rồi bữa nay em là lãnh đồ em. Vâng. Đây có bảng thông báo là người bán vé số tật nguyền xin dạ. Cô bác thêm ít tiền để dạ. Nuôi bản thân. Dạ. Quay hết toàn bộ dạ, dạ. Cho người dân người ta biết. Quay hết anh. Toàn bộ đúng không? Dạ. Dạ. Để quay nè. Lên đây nè. Anh là nuôi thân còn em là em bán thân này. Bán thân thì bán thân luôn này. Dạ chào anh. Dạ. À.
Đó, xin cô bác thêm ít tiền để nuôi bản thân. Rồi thanh niên nói, thanh niên tên gì nhỉ? Dạ, con tên Võ Quốc Dũng. Anh Võ Quốc Dũng? Dạ. Dạ. Ngoài việc bán vé số thì thỉnh thoảng còn đi lượm ve chai này các bạn này, có cái gì là nhặt cái dạ, đó. Dạ, này con đi xin tiền dân, xin nước đồ tiền ở trong này anh. Dạ, dạ. 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 Rồi, thôi chào anh nhá, chờ xíu cơm xong rồi mình nhận nhá. Dạ, dạ. Đây, thưa cô bác anh chị, chúng ta còn bà con cũng nhặt ve chai, rồi làm những các cái nghề khác, xe ôm đều đang đợi để xong việc là sẽ nhận cơm. Thì một lát xíu nữa sẽ phát. Cô đi ve chai này hả cô? Cô đi ve chai ở xe của cô hả cô? Không, cô đi bán trái cây. À, cô bán trái cây. Lần này bán được không cô? Bán cây lên chùa. Là cô cứ bán ở chợ Bến Thành nha. Bán vòng quanh, vòng quanh. Bán vòng quanh đây. Mình là trái cây dạo hay là trái cây... Gắn thì bán trái cây dạo. Trái cây thì nguyên trái hay là mình sắt ra rồi? Sắt ra rồi mình bán, mua về mình sắt ra gắn thì mình gắn đi bán. Dạ, dạ. Mà năm nay bán được không cô? Bán chậm lắm chứ cô. Hôm nay bán chán, bán người, có người mua mà không biết nghĩ hết bán gì. Dạ. Ngày 20-30 ký, 20 ký bán thấy bà nọ. Rồi, con cảm ơn cô. Lát xíu con làm chưa cơm xong mời cô nhận. Chào bà cũng đi nhận cơm à? Dạ, xin cơm. Dạ, bà chờ xíu, còn con chia xong rồi tặng bà con ạ. Chừng khoảng 11 giờ, tức là xong lúc nào là tặng lúc đó. Giờ còn đang chia chưa xong à? Dạ, dạ. Bà ở đâu tới bà? Dạ, Bình Chánh á. Bà Bình Chánh, bà làm nghề gì mà bà lên tận đấy? Dạ, tối đi làm ve chai. Dạ. Trời á, mấy ngày tháng 7 này đi kiếm gạo gì cho mấy đứa cháu nó ăn. Dạ. Thôi tối đi làm ve chai. Cô thấy con đâu mà sao lại bà lại phải đi nuôi cháu? Bà tối đi làm, bà đi bộ con ơi. Ý con hỏi là con của bà đâu mà không nuôi cháu? Bình Chánh á, chở ngay quốc lộ 50 á, đường Nguyễn Văn Linh á. Dạ. Bà có ngay Kim Hằng đi lên á. Inox Kim Hằng đấy. Nhôm Kim Hằng, con biết chỗ đấy. Nhưng mà sao con bà đâu không nuôi cháu mà lại bà phải nuôi? Dạ hai đứa cháu, cái đứa con nó đi làm công nhân á. Rồi giờ đi kiếm gạo về cho mấy đứa cháu ăn bệnh đau hoài à. Dạ, dạ. Rồi bà đợi chút xíu bà nhá. Dạ, cảm ơn ạ. Đây những cái xe của các cô chú đi nhận cơm ấy. Các cô chú có những cái hầu hết là đi nhặt ve chai. Cái y chang vậy mà cũng gọi. Mà cái nó báo nhiều. Đồng hồ này chú Long biết nhiêu không? 30 đồng bạc à. À. Long Pro, đồng hồ Quốc. Dạ vâng. Rồi bây giờ nó chạy trễ rồi. Dạ dạ. Chứ mình đâu có tiền mà mua à. cái mắc tiền 30 à. Dạ thôi đeo để biết giờ thôi là. Rồi đeo để giờ mình đấy. Biết được nhắm thôi. Dạ. Dạ dạ. Thôi mình cứ tưởng tượng là ngày xưa là coi là đây mình là tay chơi này. Mình là tay chơi mới có đồng hồ này. Hồi đó cách đây 50-60 năm ra tôi ham cái thứ này nữa. Dạ. Bây giờ là 70 tuổi rồi. Dạ. Này. 50-60 năm mà lúc trước mà mua không nổi. Dạ. 60 tuổi. Dạ. Dạ. Chú năm nay nhiêu? 81. Nhỏ tôi có 9 tuổi. Mà chú nhìn có phong độ quá à, ngày xưa... Mà yếu rồi, tôi bệnh dữ lắm á, tôi đi không nổi. Dạ. Bị cái khớp bị đệm á, mà không có tiền. Dạ. Bị cái lưng nó nhức dữ lắm, tôi đi đâu tôi cũng có cái chai này theo nè. À, chai để... Chai này việc điều người ta cho chứ, tôi... Vâng, cái này để nó chú thoa vào cho đỡ đau. Dạ, tha cho nó đỡ đau á. Dạ, dạ. Nó nhức cái tôi tha lên. Vâng. Mà đâu có tiền đi chữa bệnh. Nè. Chạy xe ôm một ngày bây giờ được 40-50 à. Dạ. Chứ không có nhiều đâu. Chú chạy tuyến Bến Thành nè, Bến Thành nè. Bến Thành ở đây nè, nói nghe người ta tin tưởng người ta mới dám kêu chứ còn lạ là cứ dám kêu. Dạ. Vậy là chở mối đúng không? Dạ, dạ người ta biết mình á. Người ta giao đồ cho mình chở cũng được. Dạ dạ. Người ta tin tưởng á, nó đúng rồi. Chứ con thấy nhiều khi xe ôm có những em mà nó ở đại học, nó thi đại học ấy. Xe ôm trẻ trẻ chở đi là cướp hiếp giết luôn. Ghê lắm,
chở đi vòng vòng nữa. Mấy lúc trước ở đây nghe tôi đón vài phiếu gạo mà dạ. Chú ơi thôi chú tới đi để chuẩn bị mình ăn cơm đi. Dạ vâng. Rồi chú ơi mời chú bước tới ạ. Dạ mời chú ạ. Rồi chú ơi cứ từng người một. Rồi chú bước tới ạ. Rồi mời chú ạ, mời cô. Rồi vâng rồi. Dạ, chờ từ 9 giờ rồi. Rồi mời các cô chú bước tới nhận cơm đi ạ. Rồi mời các cô chú nhận cơm nhé. Mình cứ đi theo hàng giùm con. Rồi đi vô hàng, vô hàng. Rồi các cô chú để xe nhận cơm giùm con. Rồi mỗi người một phần. Cảm ơn các cô chú nha. Rồi mời các cô chú nhận cơm. Rồi mời các cô chú nhận cơm nha. Dạ. Rồi mời các cô chú nhận cơm. Đó, mỗi người một phần. Bà con xếp hàng rất dài nha các bạn. Còn xếp hàng rất dài theo trật tự. Không có, bữa nay không có nhá. Đây, cô bán vé số các anh bảo vệ tới nhận những cái phần cơm này. Rồi, Tuấn Dương xin tạm dừng ở đây chút xíu. Cô bác anh chị, sau khi mà nấu và phát cơm xong thì Tuấn Dương từ cửa Bắc trở Bến Thành. Bây giờ Tuấn Dương sẽ qua đường Lê Thánh Tôn để đi về. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi một cái cung đường để Tuấn Dương xử lý cái tình huống giao thông này đã. Hôm nay Tuấn Dương sẽ đưa các bác anh chị, chắc là chúng ta sẽ đi cái cung đường Trần Hưng Đạo đi. Đây các cái công nhân họ đang sửa lại vỉa hè, lát đá. Thì cái mùa này cũng là cái mùa mà vắng khách du lịch, nên là họ tranh thủ họ chỉnh trang lại đô thị. Đây là góc đường Trương Định cắt với đường Lê Thánh Tôn. Trương Định ngày xưa có tên là đường Đoàn Thị Điểm. Chúng ta đang đi về phía khách sạn New World. Trước đây thì quận Nhất là một cái nơi rất đông khách du lịch, nhưng mà trong cái mùa dịch bệnh này thì phố vắng đi lại càng thêm vắng thêm. Đây chúng ta đang đi về phía giao lộ ngã 6 Phủ Đồng Thiên Vương. Đó, phía trước mặt đây là đường Cách Mạng Tháng 8, ngày xưa là Lê Văn Duyệt. Còn phía bên tay phải đường Lý Tự Trọng, còn gọi là đường Gia Long. Gia Long là tên gọi trước năm 1975. Còn phía trước mặt đây là đường Lê Thị Riêng, ngày xưa là đường Ngô Tùng Châu. Bên đây là đường Nguyễn Trãi, thì ngày xưa là đường Võ Tánh. Giờ Tuấn Dương sẽ ra đường Nguyễn Thị Nghĩa,
đi thẳng con đường này thì chúng ta sẽ qua cầu Ông Lãnh để đi sang quận 4. Đây là góc Lê Lai cắt với Nguyễn Thị Nghĩa. Trước mặt hai bên là công viên 23 tháng 9 thưa các bạn. Cái khuôn viên của công viên 23 tháng 9 thì ngày xưa nó là khuôn viên của bên của ga đường sắt Sài Gòn. Sau năm 1975 thì họ rời cái ga Sài Gòn về ga Hòa Hưng. Đây quẹo phải này chúng ta sẽ đi vào Trần Hưng Đạo. Tuấn Dương sẽ đi vào cái khu phố Bùi Viện. Đây là khu phố Tây ở Sài Gòn đấy các bạn. Khu phố Tây này thì thường là nó hay nhộn nhịp vào buổi tối. Trước đây thì các cái du khách người nước ngoài, khách Tây họ cũng thường qua Việt Nam và thường là họ tới cái khu này họ nghỉ ngơi rồi ăn uống vui chơi, nên là cái khu phố này rất là nhộn nhịp. Còn trong cái mùa Covid này thì phải nói là rất vắng các bạn ạ. Các cái hàng quán ở đây vắng bóng một cách lạ thường vì không có khách du lịch, không có khách Tây. Nói chung là họ hoạt động cho nó cầm chừng thôi. Và giá thuê mặt bằng ở đây thì cũng rất là mắc. Phố Tây rất điều hưu nhé. Đây là trường Chu Văn An. Trước có cô bác anh chị nói cuối cái đường ngay góc Cống Quỳnh cắt với Bùi Viện là trường Chu Văn An. Ngày xưa thì cái tên gọi của nó Tuấn Dương lại quên mất rồi. Giờ Tuấn Dương sẽ đi ra đường Cống Quỳnh. Ngày chủ nhật cuối tuần ở Sài Gòn thì lang thang Sài Gòn quay clip gửi tới cô chú anh chị. Đây, góc Cao Bá Nhạ cắt với Cống Quỳnh. Tuấn Dương sẽ quẹo phải. Đi vào đường Trần Hưng Đạo. Lát xíu thì chúng ta sẽ đi qua cái khu sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nơi rất là xa như là Bình Chánh hoặc là ở bên quận 6 chẳng hạn thì họ có cái xe lôi như vậy, một người chở cái xe đi kéo cái một người chạy xe gắn máy kéo theo cái xe lôi và đằng sau là quăng gánh rồi những các cái đồ nghề. Thì ở Sài Gòn cũng nhiều những các cái cô bác buôn bán buôn thúng bán bưng đó thì họ làm cái cách đó để nếu mà tự ví dụ như là đi taxi hay đi xe ôm xe lam thì không còn vốn, cái chi phí di chuyển nó tốn khá nhiều.
kỹ cho các bạn coi xe. Đó. Đây còn phía trước đây là cái xe này là họ chở vật liệu xây dựng. Chúng ta dừng ở đây chút xíu cho nó đỡ nắng, có những cái cây này nó che bóng mát này. Đi thẳng này chúng ta sẽ tới chợ lớn, quẹo phải là sẽ ra nút giao Cộng Hòa, còn quẹo trái là qua cầu Nguyễn Văn Cừ để đi sang quận 8. Né vào đây thì cho nó mát. Ngày xưa bên tay trái này là chợ Nancy các bạn. Bây giờ họ làm cái cầu Nguyễn Văn Cừ thì chợ Nancy không còn nữa. Đây là góc Nguyễn Biểu cắt với Trần Hưng Đạo. Bên tay phải có cái cây xăng này. Nghe nói ngày xưa thì đây là cái cây xăng của bên đây là cây xăng của hãng Shell. Sài Gòn bắt đầu bán bánh trung thu. Video clip của Tấn Dương cũng sẽ dừng tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye cô bác anh chị.